Trưa ngày 3 tháng 1, cơ quan chức năng huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tiến hành tháo dỡ cầu cảng Hàm Ninh, xã Hàm Ninh theo kế hoạch. Khoảng 13 giờ ngày 3 tháng 1, xe cuốc đã phá hủy được hơn 100 mét phần cầu cảng Hàm Ninh trước sự bảo vệ an ninh trật tự của cảnh sát. Theo ghi nhận, cầu cảng này đã xuống cấp rất nặng. Sau những phần đầu tiên của cầu cảng bị phá dỡ, phần còn lại của cầu Hàm Ninh xuất hiện những mảng bê tông mục nát. Bên trong là những lõi sắt đã bị ăn mòn, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Sáng ngày 3 tháng 1, khi cơ quan chức năng chuẩn bị tháo dỡ cầu cảng thì gặp phải sự phản đối của rất nhiều người dân. Dù được cán bộ huyện vận động yêu cầu trật tự và mời đại diện người dân về trụ sở để đối thoại, tuy nhiên vẫn có một số người quá khích chống lại cơ quan chức năng. Kết quả công an truy đuổi và bắt được 4 người đưa về xử lý. Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc cho biết sẽ cương quyết thực hiện chủ trương tháo dỡ cầu cảng Hàm Ninh. Đồng thời, ông Huỳnh bày tỏ mong muốn dư luận ủng hộ việc làm trên vì cây cầu hiện nay đã rất yếu, có thể sập bất cứ lúc nào, có thể sẽ gây mất an toàn cho du khách và cả cho người dân địa phương. Ông Huỳnh cũng khẳng định sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm những người chống đối việc tháo dỡ này. Theo người dân, trước đây người dân xã này rất nghèo vì không có cầu cảng. Sau đó người dân gom góp để làm một cây cầu bằng gỗ cho thuyền bè ngư dân dễ neo đậu. Đến năm 2003, một lãnh đạo huyện lúc bấy giờ đã vận động xây dựng một cây cầu bê tông thay cho cây cầu gỗ. Cây cầu này đã giúp cho đời sống chúng tôi tốt hơn rất nhiều so với trước đây, con cái chúng tôi được đến trường. Có đứa còn được học tới đại học cũng do một phần là nhờ cây cầu này. Đồng thời, chính cây cầu này đã làm nên thương hiệu của làng chài Hàm Ninh mà du khách đến Phú Quốc đều ghé tham quan mua sắm và thưởng thức hải sản, một người dân trình bày. Nhiều người dân cho rằng nếu chính quyền nhận thấy cầu bị yếu thì chỉ cần trùng tu lại và người dân sẵn sàng đóng góp để trùng tu. Trước tình hình trên, một cán bộ huyện Phú Quốc đã yêu cầu người dân giữ trật tự, mời đại diện người dân về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hàm Ninh để đối thoại. Trước đây đã từng đối thoại rất nhiều lần. Ông Mai Văn Huỳnh cho biết, theo kế hoạch sẽ xây dựng lại cây cầu khác khang trang, an toàn hơn để phục vụ cho người dân và du khách. Việc tháo dỡ cây cầu này, ngoài nguyên nhân nó quá yếu thì còn nhằm giải quyết các trường hợp bao chiếm xây dựng trái phép và kinh doanh gây ảnh hưởng đến môi trường nơi đây, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc khẳng định. Trước thông tin về vụ việc cầu cảng Hàm Ninh bị dỡ bỏ, tài khoản Ngọc Sương có lên tiếng chia sẻ: chủ trương của huyện là đúng, phù hợp với việc phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tuy nhiên, thời gian tiến hành tháo dỡ thì chưa hợp lý, bởi chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết, người dân nơi đây trông cậy vào việc mua bán kiếm sống trong dịp này. Việc những hộ bao chiếm xây cất trái phép thì phải cương quyết ngăn chặn. Tài khoản Thanh cũng đồng tình, là dân ngoài Phú Quốc, tôi thấy chủ trương của nhà nước là đúng, vì nhiều lần đến đây thấy là điểm du lịch, ăn uống hải sản mà bậy hầy quá, dân tự chiếm xung quanh cây cầu, không theo quy hoạch gì cả. Là dân nên ủng hộ chính sách của nhà nước để theo kịp sự phát triển chung của Phú Quốc. Tài khoản Thọ, quan trọng nhất bây giờ là khi nào có cây cầu mới, vì tôi thật sự ngán ngẩm những quy hoạch ở xã Hàm Ninh đã có mười mấy năm vẫn chưa thực hiện như là rạch cá, rạch hàm, bãi vòng. Tài khoản Nguyễn Văn Thắng, thấy rác lớp lớp dưới chân cầu, cảm thấy buồn cho bãi biển tươi đẹp. Một khi môi sinh bị hủy hoại thì có 10 cây cầu cũng không thể cứu vãn nổi. Lúc đó lại kêu nhà nước cứu. Tài khoản Trường, việc phá cây cầu mà không có công trình tạm thay thế thì ngư dân phải lội nước từ bờ đến chỗ neo tàu rất xa, vì ở Hàm Ninh cồn cát rất xa biển. Nếu có giông bão, đêm tối mà để tiếp cận được tàu thì có khi tàu đã chìm đến nơi. Đánh bắt chúng để mang được hải sản vào bờ cũng khó. Trên đây là những thông tin chúng tôi cập nhật được về việc dỡ bỏ cầu cảng Hàm Ninh. Các bạn đã có dịp đến cầu cảng Hàm Ninh tham quan chưa? Nếu có thì hãy để lại bình luận bên dưới, chia sẻ ý kiến của mình về việc tháo dỡ cầu cảng Hàm Ninh này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.